Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với Cốc Quê TV. Chào bạn nha. Đã hết ngày đầu tiên ở trên Lâm Bình ngày hôm qua các bạn. Thực ra là uống cũng rất là nhiều. Anh em quá nhiều luôn mọi người. Anh em ở trên này tiếp đãi nhiệt tình quá. Không sáng. Hai anh em mình lại trải nghiệm ở trên Lâm Bình nha mọi người nha. Đây các bạn nhìn khung cảnh xung quanh này. Đây là nhà bà Thuộc Vlog. Đúng rồi. Tí nữa anh em mình sẽ đi trải nghiệm lễ hội các kiểu. Mình sẽ được gọi mọi người cho đi xem cái lễ hội ở trên này, xem nó có khác gì ở dưới mình không các bạn nhé. Xem có gì đặc sắc ở lễ hội này không các bạn nhé. Nhiều, chắc là em nghĩ là nó sẽ có nhiều kiểu phong tục tập quán nó sẽ khác nhau một chút. Chắc là sẽ có nhiều cái trò hay hơn. Các bạn đón chờ xem anh em mình nhá. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ chuẩn bị để di chuyển đến lễ hội các bạn nhé. Lễ hội thì chắc là cách đây khoảng 3 cây số thôi, cũng không xa lắm. Gần thôi, nhưng mà anh em mình lại phải di chuyển cùng đoàn, cho nên bị khá là đông người mọi người ạ. Phải đi cùng đoàn cho nên đang đợi. Bây giờ về vào chuẩn bị đợi mọi người. Ok, các bạn hãy chờ đón xem là lễ hội ở trên Lâm Bình này có gì hay và đặc sắc không nhá. Bây giờ thì anh em mình chuẩn bị di chuyển thôi. Anh em mình đã có mặt ở cổng hội nhá, thật sự rằng rất là đông ạ. Khá là đông đấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào trong lễ hội để xem có những cái gì hay và những trò chơi nào không thì anh em mình tham gia. Chưa cần biết là có gì hay không nhưng mà mình thấy đông rồi. Đông thì chắc chắn là sẽ vui. Sẽ có ẩm thực sẽ khác hơn ở dưới. Thực tất cả mọi người ở đây là đều đi hết đúng không? Đa phần tất cả mọi người ở đây hôm nay là sẽ chảy hội về đây. Đây là với hội lễ hội khá to của huyện Lâm Bình. Em giới thiệu rõ tí về đây. Nó sẽ có các trò chơi vui chơi dân gian của các dân tộc ở trên huyện Lâm Bình này anh ạ. Đây gọi chính thức gọi là lễ hội gì? Lễ hội Lồng Tông. Lồng Tông đúng không? Huyện Lâm Bình. Đấy. 2024. Đấy, năm nay mà chưa kịp lên thì năm sau nhá. Các bạn lên đây để chảy hội. Đấy, em hôm qua lên đây bắt vợ rồi. Sắp được rồi đấy các bạn ạ. Giờ đây có trò chơi này, vào làm tí cho xôm. Đang chơi môn gì đây? Tung vòng, tung vòng. Chơi không? Bây giờ là em mà tung chúng là được lon bim. Tung là được gói bim bim à? Ồ. Ôi, đây có chị có bộ quần áo rất là đẹp đấy các bạn này. Không biết của dân tộc gì nhá. Vừa vào đây ông em là muốn thử sức tí phi tiêu. Cố lên em. 20 nhá. Phi chơi thôi. Em phi theo lượt anh ạ. Thì bây giờ 30.000 ba tiêu. Rồi em ưu đãi anh là 30.000 ba tiêu, hai tiêu nổ hai. Ok. Nổ cả hai. Ok. Vẫn là phải một lượt 30 ạ. Vâng, lắp một bóng vào. Vâng, ok. Cố gắng. Ba tiêu hay hai tiêu? Hai. Anh sẽ được chọn cái khẩu bông nhỏ rồi em nhé. Lấy con này thế đúng không? Dạ vâng ạ. Thích con nào lấy con đấy. Bộ môn này thì gần như ở đâu cũng hội hay có nhưng mà nói thật là mình chưa bao giờ được. Cố lên. Anh với vào nhà máy à? Đừng có thần đi thôi rụt. Sao anh đã bóng gãy thế? Anh cứ vi nổ em phải lắp lại cho anh mà. Của bạn hết. Anh. Đấy. Ô! Ôi, cao thủ. Cao thủ rồi. Ô! Được. Ê, ăn rồi. Ăn rồi. Chọn đi. Ê, chọn đi. Đây, đúng siêu cao thủ phi tiêu rồi lúc nãy bảo với mình đúng chuẩn luôn. Ba chục ạ. Thế nãy mà anh còn bảo em mà anh phi có hai tiêu. Lừa đấy. Hai tiêu thôi. Ba tiêu thì không nổ. Anh phi nổ 5 tiêu, em nổ có 5. Quá khét. Em mới phi cho mà. Thôi được. Em cứ chơi cái tầm tiêu là. Ok, bây giờ vào hội tiếp đi. Cũng phải gọi là biển người. Con biết đây là quần áo của dân tộc gì không? Da đỏ. Đây có hoa trước một tên là da đỏ. Hiện tại thì ở đây đang có những cái mặt hàng, các cái gian hàng của các xã. Rất là nhiều trang phục dân tộc nữa này. Cũng giống như kiểu đợt anh em mình đi chợ tình ở trên Hàm Yên nhỉ, cũng có những cái gian hàng như này. Ở đây có vẻ là quy củ hơn và những cái lán trại rất là đặc sắc. Ở đây có văn nghệ này với cả đây là nhảy sạp. Đẹp chân đau lắm. Chân đau lắm.
Không, người ta sẽ làm cho mình nhảy được thôi chứ không không dập mất cá chân của mình đâu. Nhảy đi mi. Em mới nhảy này mà. Đây này, mọi người chuẩn bị đấy này. À, có rất là nhiều các cái hoạt động như là đây chơi cả môn đẩy gậy các bạn này. Một bạn người kinh thì đang đẩy với một bạn người dao. Đây là dao đỏ phải không? Dao đỏ. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Ôi. Minh Quang đang hát gọi đúng không? Hát gọi của Minh Quang. Là hát gọi của người Tày. Chào tất cả mọi người, chào ba chào người Tày các bạn nhá. Mọi người chia sẻ cho bà Thuộc nha. Hôm nay bà Thuộc lạc mắt rồi. Ông em đang đi tìm bà Thuộc các bạn. Sơn Kiều. Đây là gian hàng bán thổ cẩm, túi sách và ba lô. Được đấy. Anh Quân gờ làm cái mang về tặng vợ. Lót dạ với cái bé bánh mì nhá. Nhưng mà thực ơi, ở đây là khu ẩm thực ở đâu, em có khu ẩm thực không? Đây là dãy khu ẩm thực lẩu. Đây đây. Chết rồi. Đây đây đây, quên vừa mới hỏi xong. Đây các bạn ơi, đây có thằng cố các thứ rồi. Thằng cố này các thứ. Lót dạ bánh mì mọi người nhá. Thực. Lót dạ cái đi. Đây rồi. Em vừa lên mua hai mà. Xong bây giờ anh em chạy đâu mất rồi. Đây khu này, khu anh em thích nhất này. Đây mà, rồi đi đâu ơi. Nhà hàng Viên Dương, lẩu ngựa, lẩu trâu. Thằng cố ngựa, bún phở. Thì là anh em mới ăn đây thôi nhỉ? Ăn đây thôi. Nhưng mà, đặt trước anh em mình đi dạo, ông về đã ăn được vừa. Đúng rồi. Thôi chả đi thôi. Lễ hội chính ở tận đằng kia rồi mà đông quá các bạn. Nắng quá thôi, anh em mình sẽ làm luôn một vòng xong là đi vào đây. Đấy. Anh em mình đi chen vào đây để xem văn nghệ tí mà nói thật là không chen vào được. Quá là đông. Ở xa nữa. Ở xa nữa. Lôi lẩu 1 triệu. Lẩu ngựa 1 triệu ở chợ Phiên. À nhầm, ở chợ Cơ Hội. Có phổi lòng sẵn bên trong rồi, cũng giống như lần trước mình đi ăn thôi. Thêm ít thịt rau, một đĩa thịt ngựa, một đĩa giò, một đĩa nội tạng, hết đấy các bạn ạ. Đây ở đây thì có thế này thôi. Đây, ok anh em. Cái này thì ăn nhúng nhá. Ăn uống xong rồi các bạn ạ, bây giờ chắc là chuẩn bị lại di chuyển một vòng đi ngược ra. Vừa đi ngược ra, tham khảo xem có đặc sản gì không để anh em mình mua. Thế này ạ, hôm nay anh em cũng khá là ok mọi người nhá. Đúng rồi. Và đến với Na Hang Lâm Bình thì mọi người nên vào đi vào những cái ngày lễ hội thì nó sẽ đông và vui hơn. Còn anh em mình hôm nay cũng đi ngày lễ ngày hội nhưng mà trời thời tiết nó hơi nắng, quay kia các kiểu nó hơi ít tí. Ok, thì anh em mình đi ra ngoài lại quay tiếp các bạn. Bán thịt ngựa. Thịt ngựa là ngựa với cả thằng ngô ngựa. Bao tiền cân thịt ngựa chị ơi? 300 cân anh ơi. 300 à? Còn tiết ngựa nữa. Tin tiết ra kiểu mọi người. Tim thì bán giá như nào chị? Mấy? 200.000 một cân tim. Quả tin ngựa chuẩn tim ngựa không ạ? Vàng này. Đâu? Phân biệt ngựa với cả trâu bò như nào? Có mỡ vàng này.
Mỡ nó vàng đây này. Đây là... Nó không đông nhá. Mấy cái quả này mấy lạng đấy? Quả này 9 lạng. Cái này có cả già. Vừa non chú ơi. À, mình sẽ mua về tối để xào làm bữa mọi người nhé. Thế gan là bao nhiêu tiền đấy? Gan 200. Gan tim với nhau. 200.000 một cân tim ngựa. 300 một cân thịt đúng không? Đúng rồi, 300.000 một cân. Rẻ hơn dưới mình. Cái sách này có phải của ngựa không? Cái này sách bò đâu. Bò ngựa. Anh đoán chưa? 320 này. Mua về tối anh em mình xào để triển khai tiếp mọi người nhá. Cho em xin cái bóng nữa không? Cái nữa về một đường. Bán nhanh người đây. Chào đi em. Chào người ạ. Anh em mình từ lễ hội về lúc buổi sáng về đây là lúc chiều rồi các bạn ơi. Thì cũng nói thật là hôm nay ở trên đấy lúc đấy nắng quá. Chả có mua được gì các anh em mình có quý em kỵ, nhớ đến em kỵ là mua ít thịt ngựa về là để em ấy thưởng thức xem cái thịt ngựa lễ hội là như nào mọi người ạ. Hôm đấy rủ đi thì không đi được thôi, thì mình đi ăn lẩu ngựa rồi chả nhẽ để thằng em ở nhà nó không được thưởng thức tí ngựa nào. Không được miếng nào. Thế cái quả tim ngựa của anh đâu, cất tủ lạnh rồi à? Quả tim ngựa mình cất ở tủ lạnh rồi, để hôm nào mình chế biến khác nhá. Còn thịt thì hôm nay anh em mình sẽ chế biến. Rồi cho em ăn ngựa của lễ hội Lồng Tông ở trên Lâm Bình nhá. Đây, giao cho em. Hôm nay em biết thiết kế món này như nào không? Là như nào? Làm món gì? Làm món gì kệ em. Thích ăn món em kiểu gì? Ăn món kiểu gì? Nướng á. Nướng á? Nướng á. Được luôn. Đúng không? Ăn lẩu làm gì không? Vừa lúc sáng anh em mình ăn rồi. Ăn rồi. Thì bây giờ toàn quyền do em kỵ. Đúng rồi. Để anh em mình sẽ chế biến cho em ấy thử. Em cứ quyết định đi. Trừ lẩu ra. Hai món đấy thôi. Không, trừ lẩu ra vì lẩu xa. Lúc ở lễ hội thì anh em mình ăn rồi. Kỵ thôi, cho món khác đi. Anh cũng ngán thịt ngựa rồi. Đấy, bây giờ chỉ chủ yếu là em thôi. Ok. Bây giờ thì anh em mình sẽ thôi cho ông kỵ đâu, ông bảo ông nướng thì nướng thôi. Ok. Thái nướng các bạn nhé. Thịt đẹp. Đẹp không? Nướng đi. Ok. Đây, hôm nay anh em mình sẽ nướng thịt ngựa cùng với cả hạt dổi này. Thêm ma khén nha. Thơm quá. Cho đúng chất miền núi luôn. Đấy, xong rồi các bạn này, nhìn ngon chưa? Rực rỡ luôn mọi người. Tập ướp luôn nha mọi người nha. Cho một lọ sa tế. Sa tế thì thôi ớt tươi nhỉ. Đây. Sa tế thay cho ớt tươi mọi người nha. Nhưng mì chính. Ngựa ngọt sắt ngọt sẵn rồi thì anh mình cho ít mì chính mọi người nha. Thêm một chút mắm. Thêm một chút dầu hào nha. Dầu ăn. Đấy, mắc khen hạt dổi đưa vào. Dỡ đảo đều lên. Đảo đều lên nhá mọi người nhá. Này mình sẽ chuyển tay luôn. Úi dồi ôi, nấm đét. Quả này tí có phải gọi là thơm nhức mũi nhá. Quả mắc khen hạt dổi này. Thơm lắm. Đây Trinh cũng vừa đi du lịch về các bạn ạ. Cũng có quà. Món là lạ để mang đi nướng luôn cùng. Anh em tí nướng cùng luôn. Đấy, để chầm 2 30 phút anh em mình sẽ mang đi nướng nhá. Đúng là thời điểm của ngày du xuân các bạn ạ. Ai cũng đi du xuân. Xiên nhá, xiên nướng nha các bạn ơi. Nhìn ngon nhỉ? Nó khác hơn với cái thịt lợn nhỉ anh em. Khác cả thịt bò ấy chứ. Khác cả thịt trâu. Khác cả thịt trâu thì nó sẫm hơn, sẫm màu, còn thịt bò thì nó lại không vàng được như này, thịt ngựa thì nó cái mỡ nó vàng hơn nữa cơ. Hôm nào anh em mình kiếm được bộ lòng nhỉ, làm lòng cũng ngon, thằng cú ngựa ngon đấy, lẩu thằng cú ngựa,
ăn được không chị? Nhưng mà cái ngựa này thấy bảo là ăn nó phải với tiết cơ, nếu mà làm lẩu. Có cái ngon. Kiểu có cả tiết đầy đủ. Thì là mới tiết ngựa rất là ngọt đấy, đúng không? Ngon. Tiết ngựa, phổi ngựa rất là ngon. Đầy đủ. Hôm nay anh em sẽ làm một bộ nha các bạn nha. Đặt các bạn ạ. Đặt thẳng vào một bộ luôn. Nó phải xiên dài dài tí, không chưa nướng đã thấy muốn ăn rồi. Nói chung là cứ phải vẽ vẽ thôi như vậy. Không, nhưng mà tự dưng nhắc đến mới nhớ nhỉ, anh em mình toàn ăn thắng cố mới ăn lẩu. Chưa nướng ngựa lần nào. Ngựa chưa. Sắp rơi kìa em, xin lại đi. Ngựa chưa bao giờ ăn nướng rồi. Cảm ơn em Kỵ đã cho ý kiến hôm nay ăn nướng nhá. Vì lần đầu tiên anh em mình cũng lần đầu tiên được ăn thịt ngựa nướng. Ăn thử xem nào, chắc là ngon rồi. Chắc chắn là sẽ ngon rồi. Nhìn là biết ngon rồi. Nhà Trinh thì du xuân về cũng có quà này. Đây là cái này là nem nướng nha mọi người ơi. Đặc sản ở đâu? Cái này là nem nướng đặc sản của Lạng Sơn. Bây giờ mình sẽ cho vào nướng trong khoảng đốt 15 phút. Cho vào để đốt cũng được. Đốt. Đốt. Nhưng mà đúng là thực chất là phải đốt. Vì lớp vỏ nó rất là dày. Và đốt nó càng chảy mỡ ra nhiều thì nó sẽ càng ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào góc này. Nó không có đâu. Cho vào trong cái góc này để đốt đây. Còn cái cục này. Vừa mới ở Lạng Sơn về à? Ừ, đúng rồi. Đấy. Vừa mới từ Lạng Sơn về và có đi du xuân Lạng Sơn. Có cả củ khoai củ sắn này. Bảo sao lúc nãy lúc nãy gọi anh em mình lên bảo ơi lên đây nướng khoai. Vỏ dày cộp. Đây cái này thế này đốt thôi. Cháy xém hết vỏ bên ngoài thì bên trong mới được đúng không? Đúng rồi. Để cháy hết vỏ bên ngoài đi. Đốt càng kỹ càng ngon. Tí thử xem thế nào các bạn. Tí no. Đầu nướng nướng em nướng các bạn nhá. Cái này nướng thì qua thôi là được rồi. Nói chung ăn tái nó sẽ ngọt hơn các bạn nhá. Xém ngoài mềm trong. Xém đấy. Ngoài mềm trong đấy. Nó nhiều hơn này, áo 5 năm cũng phải bỏ đi. Mà mua áo mới. Mà chị bà trong kia chị cũng gặp nhiệt phát rồi. Thơm nhức mũi các bạn ạ. Mà khỏe thật rồi. Chuẩn bài luôn đấy. Cái xe lạnh này nữa thì thôi rồi các bạn ạ. Chín rồi đấy, em cũng thấy chín rồi đấy. Chuẩn bị đi. Rồi các bạn ơi. Đây các bạn nha. Nướng thì xém ở ngoài thôi nhá. Nướng quá một tí thôi là bên trong nó sẽ không ngọt đâu. Bởi vì là cái này là mình thịt tươi không. Thôi cho ra được rồi đấy. Cái này cho ra đĩa nhá. Cho ra luôn rồi các bạn. Ui giời, nhìn sướng chưa. Cho ra đĩa. Wow. Thịt ngựa nướng mắc khén đã được ra lò. Hẹp rồi nhá. Hẹp rồi. Phải có hạt dổi nữa. Riêng nếu mà không nên mắc khén thì ăn là không ngon. Có hạt dổi nó thơm cả hai cái mùi này. Ây da. Nhưng xiên hơi chặt đấy. Đưa tiếp đây. Wow. Xiên một. Cứ phải gọi là nuốt nước miếng các bạn. Được một đĩa siêu đầy luôn. Sữa anh em mình gọi thêm người này. Mà đang nóng này mới ngon nhé mọi người nhé. Tí nguội thì nó sẽ vẫn ngon chỗ khác nhá. Không ngon bằng nóng được. Chỉ ngồi nó phải có nóng bia. Nóng rực rỡ hơn. Xong rồi các bạn nhá. Mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Đây đấy. Ăn ngựa chảy hội đi. Đây nào. Món này cũng được rồi này. Xin mời các bạn nhá. Nãy mình rút ra mình cũng test thử một miếng rồi thôi. Bây giờ mình anh em ăn thật. Tương ớt. Mời mọi người nhá. Mời anh em đây. Đổ tương ớt vào đây. Thế nào? Ngọt. Miếng nào chả thế hả Kỵ? Không, ăn cái miếng trên trên này khéo còn nóng. Mọi người nhá. Thì nó phải lật hết. Xin mời bạn nhá. Ngựa nướng. Mình ăn cái miếng vừa chín hơi quá, nó hơi dai dai một chút. Nó vừa phải đấy. Ăn đi, hai chị em ăn đi. Đâu, xem nào, xem miếng nào hấp dẫn nhất đây rồi. Miếng, ôi, mấy cái miếng nhá. Cái chấm gì? Chấm này à? Đấy, mỡ thật rồi. Ăn một miếng, không bỏ, làm miếng nữa. Hơi dai đúng không? Nhưng mà nó ngọt đấy. Không, nhưng mà nướng mắc khén hạt dổi thì ăn nó sẽ hơi tê tê các bạn. Ăn nó hơi sơn sạn tí nhưng mà tê.
Được. Ngon. Đây à. Ăn nó phải thế này các bạn ạ. Hồng hồng tuyết tuyết à? Ăn đi là ăn ô. Gắp đi, cứ gắp đi. Ôi giời ơi. Ăn đi. Ngại các bạn. Ôi, ăn nó ngọt hơn này luôn. Cái món này chắc không dai này, mình thái cho nó đúng thớ hơn. Tưởng cái này là chấm maji mù tạt. Sao thịt ngựa lại chấm maji mù tạt? Châu ngựa mà. Nó kiểu cùng dòng họ. Không. Cái đấy phải khô, còn cái này là tươi cơ mà. Cái này khác. Tươi nướng mà. Khác nhau đấy. Mà... anh em thử cái này nữa này, cái này thì anh nghe chừng có vẻ ngon này. Này của này là sung. Cái này uống bia thì thôi rồi các bạn. Tăng nhiều ăn ngon đấy. Nướng hồng hồng tuyết tuyết này à? Ừ. Thịt ngựa nó phải thế, giống như kiểu giống thịt bò đấy. Ôi, không tệ được, thử quấn gà cái miếng to to này luôn các bạn. Ăn nó khô á, nó khô á. Nó không ngon đâu. Ôi, bà anh em đi. Như nào? Mềm, mềm mường á. Như nào phải thử chứ. Này, mình ăn một miếng ớt thì sao? Thì cái này được. To quá. Nó... to thì ăn miếng to. Ừ, to thì ăn miếng. Ui. To thật. Lúc nãy mình không ấy mà nó tách ra. Cho sang bát thì mình sẽ. Đấy. Này. Mà mình ăn thịt ngựa cảm thấy ngon hơn các bạn ạ. Thử cái này chung chua. Ăn thịt ngựa thì ngon hơn các bạn ạ. Thầm à. Chấm ngập tương ớt vào. Chắc chắn là thịt ngựa sẽ ngon hơn thịt lợn rồi. Tưởng là cái đào được yến măng. Thằng kia nó bảo còn có 5-7 cân mà nó không ngon. Và mai nó cho ngon, nó bảo thế. Sao? Thì sao thì bún. Thịt ngựa vẫn ngon hơn đúng không? Ngon hơn. Mỗi cái có một kiểu ngon riêng. Cái này chua chua chắc ăn nó sẽ cái hợp với uống bia ấy nhỉ? Cái này hợp với cả... chua ăn không chua này. Mới, chưa chua. Nên chưa mới. Chua. Nhưng mà cái này nhậu bia thì cũng nên được. Mới. Nhưng mà cũng chưa được chua lắm. Mai là tối về chắc dô. Kia trong tủ là không cần dô. Nó là nạc mỡ, nạc mỡ là vừa. Ăn nhớ bia này. Nhà này là siêu ngon rồi đấy, đặt đấy. Nó không mỡ quá. Bình thường người ta làm hai anh em này người ta gần như là làm bằng mỡ hết. Nhưng mà đây không thịt nhiều. Nạc mỡ nó phải có. Cái ăn nó mới không bị ngấy, nó có độ ngọt. Mình thái nhỏ này ăn nó dễ quá các bạn. Không phải xé, cứ phát một. Cái này thì không tính rồi. Cái này thì ngọt tét rồi. Là ăn nó đây nhá. Là ăn nó. Đùa cứ làm như kiểu em. Cái này cái trông nhai cỏ như bò nhai rơm. Tiếp tục. Sắp có quả rồi. Sắp ra hoa. Sắp ra quả. Có hoa rồi, sắp có quả rồi. Đấy, hôm nay anh em mình đi hội về có làm tí thịt ngựa nướng các bạn ạ. Mang về cho em mình ăn. Nhất là em kỵ. Sướng nhất nhé. Lần đầu tiên được ăn thịt ngựa nướng ấy. Đúng toàn lần đầu tiên ở đây hết. Vì bình thường toàn ăn lẩu thôi. Lẩu với thắng cố. Thắng cố. Ăn nó ngọt, thịt nói chung là ngọt đấy. À, các bạn xem video đừng quên cho anh em một like, đăng ký kênh, chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì thời lượng video cũng dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào mọi người nha. Chào bạn nha.